Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục reaction. Tôi xin lỗi anh em vì lâu lắm rồi mình không làm một cái reaction cho một bộ phim hay là ca nhạc nào cả. Nhưng mà chính vì anh em hiểu béo khiêm tốn quá hype cho cái Avengers mới này đi, nên là chắc là mình sẽ reaction nhẹ một cái. Chúng ta sẽ xem cái official trailer, trailer chính thức của Marvel Studio Avengers sẽ diễn ra vào năm sau. Ok, let's go papi. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Vãi hiệu ứng ạ. Thanos did exactly what he said he was gonna do. Wiped out 50% of all living creatures. We lost all of us. You lost friends. You lost family. We lost a part of ourselves. Woo! This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một xíu về cái trailer có vỏn vẹn trong 2 phút như thế này thôi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với bối cảnh ở ngoài không gian bị mắc kẹt trong một cái phi thuyền hay là một cái thiết bị nào đó. Như bạn thể thấy là đây là một cái helmet, cái mũ bảo hiểm đến từ cái bộ suit mới nhất mà chúng ta đã được thấy từ Avengers phần 3. Mình nhìn thì có vẻ như là đây là một cái mũ hỏng. Bây giờ chúng ta có một cái mũ hỏng và có vẻ như là lời nhắn gửi cho Pepper. Thì trong cái đoạn hội thoại mình có nghe thấy được là cái việc hết thức ăn đã trải qua được 4 ngày. Và có vẻ như đây, cái mũ này sẽ là một cái vật thể duy nhất của Tony Stark chứa đựng một cái đoạn ghi âm của ông gửi cho người vợ của mình. Wow. Phải nói là đến cái đoạn này ban đầu mới vào kiểu rất là mập mờ rồi. Khung cảnh rất là u buồn khiến cho chúng ta không thể phát ra được một cái lời nào cả. Và sau đó là đến cái Marvel Studios 10 years bay bụi một phát. Má mình đã phải thốt lên là holy shit mẹ. Làm đúng theo cái hype của năm ngoái, đó là một cái búng tay tất cả biến thành tro bụi. Tại sao lại có cái bộ đồ của Thanos ở đây nhỉ? Không biết là treo... À, ok, thứ nhất là chúng ta có cái bộ đồ của Thanos đã được treo lên một cái cây thánh giá. Thì thực sự mình không hiểu cái cây thánh giá có ý nghĩa là gì, bởi mình không theo đạo chúa. Và cái mình để ý ở đây đó chính là cái ngôi nhà bằng bằng ngôi nhà này gọi là nhà tranh đúng không? Nhà tranh đúng không? Hãy correct mình nếu như mà mình sai nhá. Nhà tranh như thế này
thì nó làm mình liên tưởng đến chỗ của Thanos đang ở sau khi mà cái phần cuối, cái đoạn cuối của Avengers phần 3 là Thanos đã đi nghỉ ở đâu đó để nhìn về phía mặt trời. Đúng như ông ta đã miêu tả, sau khi mà ông ý hoàn thành cái sứ mệnh của mình, ông ý đã đến một cái chỗ nào đó để nghỉ và nhìn lại thế giới mà ông ý, sau khi mà cái kết quả mà ông ý đã tạo ra, thì có vẻ như là cái bộ đồ này được treo lên, nghĩa là ông ta không dùng đến bộ đồ này nữa. Ở cái thời điểm này, chắc là Thanos vẫn nghĩ là mình đã hoàn thành xong tất cả mọi việc mà nó nằm ở trong cái sứ mệnh mình rồi, vì nên là hiện tại ông đang nghỉ ngơi, mình đoán là vậy. Từ từ các bạn ơi, đây là cái găng tay của ai vậy? Để coi nào. Tay rất là to. Không biết đây phải là tay, chắc là tay Thanos rồi. Thanos đùi mới to như thế này. Tại sao Cap lại khóc như này? À, chắc là mất người thân, bạn bè. Hawkeye, my man. Woo! Đây, một chi tiết rất thú vị. Đó là Agent Carter, người tình của Captain America từ rất là nhiều năm trước, để từ khi mà thời mà Captain America vẫn còn trẻ. Bây giờ thì rất buồn là Agent Carter của chúng ta đã mất rồi. Mình rất là vui khi mà hãng đã cho ra thêm một cái series nhỏ của Agent Carter để cho chúng ta biết là cái thời hoạt động tình báo của bà ấy nó như thế nào. This is gonna work, Steve. I know it is. 'Cause I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Thì ông Cap ông nói là chắc chắn nó sẽ thành công, bởi vì tôi không biết là tôi sẽ làm gì nếu như mà không thành công. Scotland. Chúng ta gặp một vài năm trước ở Đức. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Nhưng mà cái quan trọng là mình đã xem cả Ant-Man, cả người kiến trong năm nay luôn rồi. Tại sao người kiến vẫn còn sống? Cái đoạn 3D rất là xịn sò. Thì nguyên cả một cái chữ A đại diện cho chữ cho cái tên Avengers. Được gọi là được bóc toé ra nát như kiểu là một cục gạch bị vỡ ra rất là nhiều mảnh. Nhưng các bạn nhìn thấy cái chữ Endgame, nó từ cái giai đoạn vỡ ra nó hình thành lại thành một cái chữ Endgame rất là trọn vẹn. Thì liệu rằng sang đến phần này chúng ta có được chứng kiến tất cả đồng đội của Avengers có quay trở về với nhau từ cát bụi hay không? Thì mình không biết đây là cái có phải là một ý đồ của phim không, là để cho chúng ta tiên đoán trước là liệu mọi người có quay trở lại hay không, hay là nó chỉ là gọi là cú lừa của năm thôi. Rồi để xem đến đoạn này thì mình chỉ thắc mắc đúng cái chi tiết này thôi. Đây ông ý đang thắc mắc là đây có phải là cái tin nhắn cũ không? Và Widow có nói là đây là cái cửa trước nhà của chúng ta. Vậy thì chính xác ở thời điểm này là Ant-Man, người kiến Scotland đang đứng trước cửa nhà, chỗ hideout ẩn nấp của Cap và Black Widow. Thì chính xác là người kiến làm sao mà thoát được ra nguyên cả một cái mình không biết gọi cái đấy là cái gì ở trong người kiến, nhưng mà làm sao ông ấy thoát ra khỏi cái trạng thái đi vào thành cái lượng giới lượng tử bé tí như vậy các bạn. Nói chung là game nó còn che giấu chúng ta rất là nhiều điều. Rồi ok, vậy thì mình đoán là cái trailer đến đây đã là kết thúc rồi. Nó rất là ngắn, nó không quá dài để chúng ta có thể phân tích lâu dài. Không biết là sắp tới thì Marvel họ tung ra cho chúng ta thêm một cái official trailer lần thứ 2, số 2 hay không, để chúng ta có thể cùng nhau phân tích tiếp. Nhưng mà mình nghĩ là có hở ra một vài điều thì mình cũng đã phân tích rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái reaction ngắn này tại đây. Hy vọng các bạn sẽ enjoy nó theo một cái cách tò mò, chứ không phải là quá tọc mạch. Bởi vì theo như lần trước thì mình bị các bạn chặt chém hơi nhiều. Đấy, mình cũng đã nói ban đầu là mình không phải là một người có vốn hiểu biết quá nhiều về thế giới rộng lớn của Marvel. Đây chỉ là những cái tò mò của một người xem trailer như mình nhận xét thôi. Ok, peace out và mình sẽ gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.